tốn 9 triệu để mua một cái iPhone mà mình nhận được là cái gì đây? Các bạn xem mặt lưng nó làm y chang iPhone luôn nè, còn đằng trước là cái gì đây? Trời không hiểu luôn á, Galaxy Store. Ủa, App Store của mình đâu? Nè, rồi vào phần cài đặt, rồi chỗ nào để nhập iCloud? Vớ vẩn thật. Trời ơi, cái này phải kiện thằng bán hàng mới được, bỏ 9 triệu để mua cái iPhone mà nhận là cái điện thoại tàu à. Người ta thường nói vui thôi, đừng có vui quá. Thực ra điện thoại của mình vẫn là iPhone, chính hãng của Apple nha. Tất cả những gì mình cần làm là vào bằng Safari nè, khi cập vào cái trang web này, itest.nz, rồi bấm vào đây, kéo xuống, các bạn vào phần là thêm vào màn hình chính nè, các bạn bấm thêm, nó sẽ ra icon như thế này, bấm vào. Thì đây chính là cái màn hình giao diện của các máy Samsung. Thì bên Samsung họ làm ra cái tính năng này là để bạn có thể trải nghiệm như là những cái icon, những cái chuyển động, cách sử dụng của một cái điện thoại Samsung nó sẽ như thế nào mà bạn không cần phải mua một chiếc Samsung thật thụ. Bạn còn có thể đổi cái giao diện là bằng cách vào Galaxy Tab nè, rồi bấm vào một cái giao diện nào bạn thích, bấm Apply. Rồi đây, một cái giao diện mới hoàn toàn luôn, rất là đẹp luôn. Cái này mà mang đi trôi những người nào đang sử dụng iPhone đó, chắc chắn là rất là buồn cười luôn.